Hello anh em, mình là vệ 93 Gaming đây. Và hôm nay mình tiếp tục chơi tựa game Pro Evolution Soccer. Và hôm nay mình sẽ cầm đội tuyển Việt Nam đá với đội tuyển Tây Ban Nha nhé anh em. Đội tuyển Việt Nam đã mặc áo màu tím, đội tuyển Tây Ban Nha mặc áo màu đỏ nhé anh em. Vâng, đội tuyển Tây Ban Nha đang có đợt phản công. Fernando Torres, vâng, Fernando Torres đã sút bóng. Vâng, thủ môn người bạn đã đoạn đổi người đúng bóng và bắt gọn bóng. Đội tuyển Việt Nam đang phản công. Quang Hải đang có bóng, anh đang dốc bóng, anh truyền cho Văn Toàn. Văn Toàn tiếp tục truyền cho Đức Chiến, truyền cho Hoàng Đức đang sử dụng kỹ thuật, anh rất kỹ thuật. Vâng, anh dốc bóng, thủ môn đội bạn đã bắt được bóng. Hồ Tuấn Tài đang là người có bóng. Vâng, Hồ Tuấn Tài truyền cho Quế Ngọc Hải. Quế Hải đang ghi bóng, anh truyền cho Đức Chiến. Tiến lên đang có bóng, anh đang xong bóng. Vâng, một pha sút bóng không thể tin nổi là bóng lại không vào côn. Một pha bỏ lỡ khá vô duyên của Tiến lên. Xavi đang có bóng. Vâng, đội Tây Nha đang tổ chức tấn công. Vâng, bóng. Vâng, đội tuyển Việt Nam đã cắt đường bóng. Đỗ Hùng Dũng đang có bóng. Vâng, anh đã truyền bóng sai địa chỉ. Vâng, đội bạn sút một pha rất bóng rất nguy hiểm. Thủ môn Nguyên Mạnh đang chơi rất xuất sắc. Một pha treo bóng vào vòng cấm của đội bạn. Vâng, một pha điểm rất nguy hiểm. Đáng tiếc là bóng đã ra ngoài. Văn Toàn đang là người có bóng. Anh đang răng bóng. Răng bóng rất kỹ thuật. Anh truyền cho Đình Trọng tiếp tục truyền cho Hùng Dũng. Vâng, Hùng Dũng đã truyền sai địa chỉ. Một pha chuyền bóng rất ngớ ngẩn của Đình. Người đang có bóng là Xavi chuyển cho Torres đang rong bóng. Vâng, không qua được Quế Ngọc Hải. Đình Trọng đang có bóng, anh chuyển cho Hùng Dũng tiếp tục chuyển cho Quang Hải đang rong bóng. Anh đang rong bóng ở dọc biên, anh đang tìm đồng đội để chuyền. Vâng, nhưng anh lại sử dụng nghĩ một pha bóng phải nói là rất vô duyên khi đã để đi hết đường bên ngang. Vâng, Sergio Busquets chuyển cho Fernando Torres. Vâng, Xavi là người đang có bóng, anh đang dâng bóng. Nếu anh có sút môn không, anh tiếp tục trải qua được. Vâng, đội tuyển Việt Nam đã lấy được bóng và tiếng còi kết thúc trận đấu hiệp 1 đã kết thúc. Tiến lên là người dẫn bóng ở hiệp đấu thứ hai này.